Hội luận chuyên đề đặc biệt của VTC News tiếng Việt và Quốc Phương cùng Toàn văn Việt ngữ xin kính chào các quý vị khán thính giả. Kính thưa các quý vị, Nghị viện châu Âu ngày 12 tháng 2 năm 2020 đã chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam với tỷ lệ bỏ phiếu cho EVFTA là 401 ủng hộ, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. EVFTA được EU gọi là thỏa thuận tham vọng chi tiết hiện đại nhất mà EU từng ký với một nước đang phát triển. Với Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVPA thì Nghị viện châu Âu cũng bỏ phiếu với cái kết quả là 407 phiếu ủng hộ, 108 phiếu chống, 53 phiếu trắng. Và nghị quyết đi kèm Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVPA thì được thông qua với một tỷ lệ là 406 ủng hộ, 184 chống và 58 phiếu trắng. Tuy nhiên, Nghị viện châu Âu tuyên bố rằng thỏa thuận thương mại với Việt Nam có thể bị tạm ngừng nếu có vi phạm nhân quyền trong tương lai. Thưa quý vị, sự kiện này chính là cái chủ đề của hội luận chuyên đề đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay với các khách mời. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh và là một chuyên gia đã có nhiều chục năm làm việc trong lĩnh vực về thương mại quốc tế và đang là giảng dạy nghiên cứu tại và một số trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao là viện trưởng Viện Nghiên cứu về Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp các hội khuyết tật Việt Nam VUSTA. Ông là một luật gia và là một luật sư. Ngoài ra chúng tôi còn có sự tham gia của nhà báo tự do độc lập Quốc Việt. Các vị đều tham gia từ Hà Nội. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời ngay lập tức bà Nguyễn Hoàng Ánh. Thưa bà, khi bà nhận được biết được cái thông tin này đấy thì bà có cái feeling, cái cảm nhận như thế nào? Xin mời bạn. Đã được thông qua cho lần trước ấy, thì gần như là không còn sự bất ngờ gì cả. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng là cuối cùng thì lần này Nghị viện châu Âu sẽ thông qua thôi. Khi Ủy ban châu Âu đã bỏ phiếu thì Nghị viện lần này chắc chắn sẽ thông qua thôi. Chúng ta cũng phải nhìn toàn cảnh của vấn đề, đó là bản thân kinh tế châu Âu cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Với lại cái thứ hai ấy, là nếu như mà phải cái thị trường, mở rộng thị trường là một vấn đề cấp thiết đối với lại các nền kinh tế châu Âu, nhất là trong cái hoàn cảnh mà Brexit đã được ký kết xong xuôi rồi. Cho nên là một thị trường lớn có thu nhập đang tăng nhanh thì như là Việt Nam chắc chắn là một cái hấp dẫn. Nếu như phải chọn giữa cái việc là ký với Việt Nam và ký với Trung Quốc thì những cái e ngại nào lớn hơn thì tôi tin là đối với họ e ngại cũng sẽ lớn hơn với Trung Quốc. Cho nên vì vậy thì cái việc ký kết với Việt Nam bây giờ không còn gì là bất ngờ nữa. Mặc dù tất nhiên thì khi nhận được tin đấy với tư cách là người làm việc lâu năm trong ngành thương mại quốc tế và có nhiều người quen cũng như là sinh viên tham gia về quá trình đàm phán cũng như soạn thảo này thì tôi cảm thấy rất là vui mừng với cái thành tựu này. Vâng, xin cảm ơn bà Hoàng Ánh. Thế còn nhà báo tự do, nhà độc lập Quốc Việt thì nghĩ sao ạ? Từ góc nhìn cá nhân thì tôi thấy rằng là việc Nghị viện châu Âu thông qua hai cái hiệp định này ấy là mang lại rất nhiều lợi ích cho cả đôi bên. Hai nữa, chúng ta cũng phải thấy rằng là dường như là đối với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu á, thì đối với từng đối tác họ sẽ có cái chính sách riêng biệt và cụ thể nào đó. Chẳng hạn như Liên minh châu Âu thông qua cái nghị định này cho Việt Nam nhưng mà họ lại trừng phạt Campuchia khi mà gần như cùng thời điểm. Và vài ngày trước thì tôi có dịp may mắn là tôi được gặp ông đại sứ Indonesia tại Việt Nam trong một cái hội nghị về thủy sản, thì ông ta tỏ ra rất là ghen tị vì Việt Nam có FTA, mặc dù lãnh đạo của Indonesia tôi cảm giác rằng là lãnh đạo của Indonesia họ năng nổ và họ nghĩ cho họ làm việc theo cái tinh thần mà nghĩ cho sự phát triển của đất nước nhiều hơn là lãnh đạo của chúng ta. Tuy nhiên là có vẻ như là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu thật sự là đang ưu ái cho Việt Nam rất là nhiều. Đây là một cơ hội thật sự rất là tốt mà Việt Nam có tiềm năng sẽ trở thành một cường quốc ngoại thương của thế giới. Thế hiện giờ trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam đã là một nền kinh tế có độ mở lớn thứ hai chỉ sau Singapore, và với cái hiệp định này cùng với CPTPP thì khả năng Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc thương mại của thế giới. Vâng, xin cảm ơn ông Quốc Việt. Và xin mời
Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Việc mà Nghị viện châu Âu thông qua hai cái hiệp định này đó đã bỏ phiếu thông qua đấy, thì tôi cũng như rất nhiều người Việt Nam nói chung là phấn khởi và hy vọng. Nhưng mà bên cạnh cái sự phấn khởi và hy vọng đó đấy, thì nó còn kèm theo một cái lo ngại. Cái lo ngại nó có hai cái điểm. Một là Việt Nam chúng ta đó tận dụng được như thế nào cái cơ hội mà các cái hiệp định này nó mang tới. Ở đây nó liên quan đến cái vấn đề về về cái thể chế kinh tế và những vấn đề khác liên quan nữa, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến môi trường, những vấn đề liên quan đến lao động, các cái tiêu chuẩn về môi trường, các cái tiêu chuẩn về lao động, các cái tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ. Nó hiện nay vẫn đang là những vấn đề rất lớn ở Việt Nam. Vậy thì và cái điều quan trọng và bao trùm hơn cả đó, đó là vấn đề cái thể chế kinh tế của chúng ta. Cái hệ thống luật pháp của chúng ta đã ổn chưa? Và liệu nó có thúc đẩy, nó có tạo được cái môi trường để cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng được cái cơ hội mà hai hiệp định này mang tới hay không? Đấy là cái lo ngại thứ nhất. Cái phấn khởi thứ hai nhưng được kèm theo cái lo ngại đó là để hội nhập với quốc tế thì Việt Nam cũng đã bắt đầu là thấy rằng là cần phải có những cái thay đổi về mặt luật pháp và thể chế liên quan đến vấn đề quyền dân sự của người dân, của doanh nghiệp, đúng không? Thế thì cái câu chuyện về quyền con người đó thực ra vừa rồi đã được đặt lên bàn của Nghị viện châu Âu, và trong cái quá trình bỏ phiếu đã có những cái tranh cãi rất là rõ ràng về câu chuyện này đó. Thế thì Việt Nam cũng đã đồng ý là có được cái hoạt động của một số cái tổ chức của người lao động độc lập với lại công đoàn, mặc dù là về mặt ngôn từ đấy, theo tôi biết thì chính quyền Việt Nam chắc là không thích gì sử dụng cái khái niệm gọi là công đoàn độc lập, nhưng mà được hiểu là công đoàn ở cơ sở do những người lao động họ tự lập đó. Vậy thì sau khi ký cái hiệp định này đấy, cũng như vừa rồi sửa đổi ở cái luật lao động đó, thì cái việc mà hiện thực hóa những cái thay đổi về thể chế như thế này đấy, liệu nó có thực sự không? Đó, nếu nó thực sự thì theo tôi sẽ rất tốt. Nó sẽ thúc đẩy được được cái động lực cũng như là đảm bảo cái quyền lợi của người lao động. Đó. Thì cái vấn đề tiếp theo nữa là các cái vấn đề liên quan đến 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 quyền tự do của người dân. Đấy, ví dụ như là cái quyền tự do ngôn luận chẳng hạn. Cái luật về quyền tiếp cận thông tin sẽ được sửa như thế nào? Có theo hướng là thúc đẩy cái ý kiến mà phản biện đóng góp để xây dựng đất nước hay không, hay là nó vẫn bị trói buộc bởi một số các cái điều khoản mà lâu nay trong tất cả các cái gọi là các cái kỳ mà kiểm điểm phổ quát định kỳ trong cái việc thực thi các công ước về 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 nhân quyền đó, thì đã rất nhiều cái kiến nghị về cái việc mà cần phải sửa đổi hoặc là chuẩn hóa một số các cái điều luật của Bộ luật hình sự. Với những cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước, với những cái tội danh là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Mà cái đó nếu sửa được thì nó cũng là một bước để mà huy động được cái trí tuệ của nhân dân góp sức để mà cùng với nhà nước xây dựng một cái xã hội nó lành mạnh hơn, nó minh bạch hơn, và qua đó cũng có thể nó còn có cái tác dụng góp phần thúc đẩy cái hiệu quả của cái cuộc đấu tranh mà hiện nay Tổng Bí thư đang chủ trì, đó là chống tham nhũng. Mà chúng ta biết tham nhũng càng ngày càng nặng nề. Thế thì nó cũng là, mà cái tham nhũng này đó, nếu như, đúng rồi, nó vẫn cứ tiếp tiếp diễn theo cái đà như hiện nay đó, thì cái thành quả mà chúng ta ký kết được với EU đấy, liệu nó có là một cái thách thức ảnh hưởng đến cái câu chuyện này hay không? Thì tất cả những vấn đề đó theo tôi là đáng lo ngại. Chỉ còn biết là hy vọng là những người lãnh đạo sẽ nhận ra một cái vấn đề rằng phấn khởi thật đấy. Gần 64% là bỏ phiếu thông qua đấy. Nhưng mà cũng không nên nghĩ rằng là cái hệ thống của chúng ta nó ổn và bạn bè người ta coi như là hoàn toàn là chơi với mình một cách vô tư. Đó.
họ chơi với mình ngoài cái lợi về kinh tế, họ cũng quan tâm đến những cái tiêu chuẩn quốc tế về 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 đời sống dân sự, đời sống xã hội dân sự cũng như cái hệ thống chính trị. Thì cái điều đó là nếu như mà quyết tâm của các nhà cầm quyền tiếp tục được thể hiện qua cái việc điều chỉnh sửa đổi cái hệ thống pháp luật để nó phù hợp với các cái chuẩn mực quốc tế đấy, thì cái cải cách thể chế và cải cách chính trị nó sẽ thúc đẩy thêm cho cái câu chuyện là cải cách kinh tế và đồng thời là tận dụng được các cái cơ hội mà các cái hiệp định quốc tế mà mình vừa mới ký kết. Tôi cũng rất chia sẻ một cái ý kiến, cho rằng ý kiến của anh nhà báo vừa nói đấy, cái vị trí địa chính trị của Việt Nam đó có thể nói là nó rất là đặc biệt, và chính vì cái vị trí địa chính trị đó cộng với lại cái chính sách ngoại giao của Việt Nam cho đến nay đấy, dường như nó tạo nên một cái sự kiện rất là kỳ lạ, là các nước, dưới con mắt của các nước đó, mặc dù là Việt Nam vẫn bị phê phán nhiều về câu chuyện nhân quyền này khác, nhưng mà các nước người ta vẫn cứ nỗ lực kiên trì để hợp tác với Việt Nam. Thì mong sao là chúng ta phải hiểu được cái điều đó để mà điều chỉnh thể chế chính sách làm sao cho nó hợp chuẩn với lại quốc tế bạn bè từ Âu, Mỹ cho đến Nhật, vân vân. Đó, thì lúc đó nó sẽ phát triển tốt hơn nữa. Còn bản thân cái nội lực của người dân Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam đấy, thì một điều mà có lẽ nhiều người nhận thấy là kiên trì bền bỉ và rất là quyết liệt trong cái việc phát triển đi lên và phê phán những cái hành vi tham nhũng, hành vi môi trường, thì trong xã hội hiện nay càng ngày những cái tiếng nói nó càng mạnh mẽ lên. Vâng, cảm ơn ông Hoàng Ngọc Giao. Thưa bà Hoàng Ánh cũng như là nhà báo Quốc Việt, quý vị đã nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao vừa rồi, thì không biết là quý vị có đồng ý với ông Giao hay không, hay là có gì không đồng ý hay có gì khác hay không? Chúng tôi xin mời bà Nguyễn Hoàng Ánh. À, dạ vâng, mà thì ban nãy tôi cũng nói là về cái tâm trạng chung của một người dân hay là một người trong nghề thì chúng tôi cũng phấn khởi. Tuy nhiên thì mỗi một cái FTA được ký ấy, thì nó là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức. Sau khi mà được tin FTA được ký thì tôi có tìm hiểu một số thông tin, và năm ngoái, từ đầu năm ngoái đã có một cái bài báo lúc ấy là của các nhà khoa học Việt Nam được đăng trên tạp chí quốc tế, thì có nghiên cứu về cái dự báo sự ảnh hưởng của cái hiệp định thương mại tự do dựa trên những cái con số thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Và các nhà báo này đưa ra một cái dự báo mà tôi thấy nó rất là đáng quan tâm, tức là mặc dù rằng là cái hiệp định này được ký kết thì nó sẽ giúp cho xuất khẩu tăng lên, nhưng mà nhập khẩu lại tăng nhanh hơn. Và chính vì vậy cho nên thì cái khả năng mà thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và EU cũng tăng lên. Người thu nhập của những người dân làm trong những cái lĩnh vực mà có sản xuất hàng xuất khẩu cho EU thì có thể tăng. Tuy nhiên ấy, thì cái thuế, do là chúng ta phải cắt giảm tới gần 100% cái thuế với lại mua trong thương mại với EU, thì nó dẫn đến là cái government income, tức là cái thu nhập của chính phủ, thì nó lại bị giảm đi. Đấy, như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái vấn đề rất lớn ấy, tức là đây nó là một cái thách thức. Cái thách thức này nó không hẳn chỉ là với các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng đồng thời nó cũng là thách thức đối với nhà nước Việt Nam. Bởi vì khi mà theo như các nhà báo, các nhà nghiên cứu ở đây tính toán ấy, thì tức là cái thu nhập của chính phủ sẽ giảm khoảng 2,29%. Thế đấy, và cái thu nhập này bị giảm theo cái mức con số tính của những năm trước. Còn chúng ta cũng biết rằng là khi mà chúng ta có một hiệp định thương mại tự do với một đối tác mạnh hơn mình rất nhiều lần, thì có nghĩa rằng là mình ưu đãi cho người ta bao, người ta ưu đãi cho mình bao nhiêu thì mình phải ưu đãi lại cho người ta bấy nhiêu. Nó cũng giống như là chuyện mình đi một cái xe đạp, còn người ta đi ô tô nhưng mình phải mở cửa cho người ta, thì cái khả năng mà người ta đi được vào nhà mình nó sâu hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình có thể mang được hàng hóa cũng như đi được vào đất của người ta. Đấy, thế thì cái độ thâm hụt này chỉ là 2,29 hay là tăng lên bao nhiêu nữa thì nó còn phụ thuộc vào cái khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam. Tôi còn nhớ rằng là trong một cái chương trình bàn tròn trước đây mà chúng ta cũng bàn, khi mà cái hiệp định này mới được Ủy ban châu Âu thông qua ấy,
thì chúng ta cũng có bàn về vấn đề này. Và lúc đó thì chúng ta cũng đã nói với nhau rằng là cái việc sự chuẩn bị của doanh nghiệp Việt Nam không được nhiều. Tại vì cái tính của con người Việt Nam đó là cái tính mà nước đứng chân mới nhảy. Chúng ta thường là ít có doanh nghiệp chịu khó là nghiên cứu trước để mà chuẩn bị đối phó với, cũng như là trong một cái bài báo mà bà Phạm Chi Lan đã từng nói ấy, tức là bà nói là khi mà có cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc được ký kết thì các chuyên gia đã tính toán ra rằng là cái phần lợi của Việt Nam chỉ được 3 phần mà phần lợi của Hàn Quốc là đến 7 phần. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái mức độ chênh lệch giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc thì nó thấp hơn nhiều so với lại cái mức độ chênh lệch giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp EU. Như vậy thì chúng ta có thể dự đoán rằng cái sự thua kém của mình nếu như chúng ta không có một cái sự chuẩn bị tích cực thì nó sẽ có nhiều khó khăn. Còn tất nhiên cái phần tích cực của cái hiệp định này thì chúng ta khỏi phải bàn rồi. Với cái chuyện mà thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng lớn, không chỉ bởi cái cuộc chiến thương mại với Mỹ mà lại còn bởi virus corona, thì như vậy sẽ có rất là nhiều những cái doanh nghiệp của EU sẽ chuyển từ mua hàng của Trung Quốc sang mua hàng của Việt Nam. Và nếu như mà doanh nghiệp Việt Nam biết hứng lên những cơ hội này thì đây sẽ là một cái cơ hội rất là lớn. Và nếu như chúng ta có thể đảm bảo được về uy tín, về chất lượng cũng như là về những cái vấn đề chữ tín trong giao hàng thì rất có thể biến được khách hàng của EU từ là khách hàng tạm thời chuyển sang là khách hàng lâu dài cho Việt Nam. Và Việt Nam có thể trở thành một cái cường quốc về thương mại trong khu vực châu Á như là anh Việt đã nói. Vâng, cảm ơn bà Hoàng Ánh. Còn ông Quốc Việt thì thế nào? Vâng, xin mời ý kiến của ông. Như giáo sư Giao đã nói thì có lẽ là đối với cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ thì cái yếu tố kinh tế và địa chính trị có lẽ là họ sẽ đặt lên trước cái vấn đề nhân quyền. Nhân quyền có lẽ là câu chuyện dài hạn của tương lai. Và thứ hai nữa là dường như là phương Tây đang có cái chiến lược, có nghĩa là đang muốn hậu thuẫn để dần dần giúp Việt Nam, nghĩa là thoát ra khỏi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là cái hiệp định này bên cạnh những cái khó khăn và thách thức thì thật sự nó là một cơ hội rất lớn đối với Việt Nam. Chẳng hạn như là để được hưởng những cái ưu đãi mà do các cái quy định cho các điều khoản trong hiệp định này quy định á, thì Việt Nam cần phải đáp ứng được những cái yêu cầu chẳng hạn như về nguồn gốc xuất xứ, sở hữu trí tuệ. Chẳng hạn như cái ngành sản xuất hiện giờ của Việt Nam ấy, thì phụ thuộc khá nhiều vào nguyên vật liệu nhập từ Trung Quốc. Thì nếu như để muốn được hưởng cái ưu đãi do EVFTA mang lại thì sẽ phải là nguồn gốc nguyên vật liệu từ châu Âu hoặc các nước mà cũng có FTA đối với châu Âu. Thì tôi dự đoán rằng chắc chắn là thời gian sắp tới thì cái luồng vốn đầu tư của Nhật Bản và Hàn Quốc là những cái nước mà có FTA với châu Âu đổ vào Việt Nam sẽ tăng mạnh. Vâng. Vâng, cảm ơn ông nhà báo Quốc Việt. Vâng, theo cái tự giới thiệu của nhà báo Quốc Việt thì nhà báo đã từng có thời gian tu nghiệp sau đại học về vấn đề chính sách công. Ở đây thì chúng tôi cũng có một số những ý kiến các quý vị gửi về cho chương trình. Chúng tôi xin giới thiệu nhanh một số thôi ạ, tại vì ý kiến cũng khá là nhiều. Một là của quý vị là Duy Định Vũ nói rằng là rất tốt cho Việt Nam, gần đèn thì dạng. Trần Thanh Long nói rằng là khách mời đây, tức là ông Hoàng Ngọc Giao, chia sẻ đúng theo cái nguyện vọng của người dân mà họ đang muốn nói. Ý kiến nữa này là của quý vị là Vũ Phương, Phương Vũ thưa quý vị, là không thay đổi thì còn tụt hậu và tham nhũng nhiều hơn nữa. Anh Thu Nguyễn, câu hỏi của tôi là nếu nhà cầm quyền Cộng sản không tuân theo luật pháp quốc tế của Âu Châu thì có bị chế tài hay là không? Đấy quý vị, anh Thu Nguyễn, một ý kiến nữa. Đây của quý vị là Ngô Thị Hồng Lâm nói rằng là tôi muốn hỏi tình hình nhân quyền ngày càng trầm trọng ở Việt Nam thì vấn đề này có được EU quan tâm triệt để hay là không? Vâng, có lẽ chúng tôi xin mời bà Nguyễn Hoàng Ánh trước nếu bà có thể trả lời được hai cái ý kiến vừa rồi của hai quý vị, hai câu hỏi. Tức là câu 1 là về nhân quyền và câu thứ 2 là về gì ạ? Đây, câu thứ 2 cũng thế, là tôi muốn hỏi tình hình nhân quyền ngày càng trầm trọng ở Việt Nam thì vấn đề này có được EU quan tâm triệt để hay không? Vâng, bà cũng theo dõi các cái hiệp định đấy, thương mại ký kết thì bà có bình luận gì không?
Dạ vâng, thì chúng ta cũng biết rằng là cái vụ đồng tâm xảy ra sát trước khi mà Ủy ban châu Âu thông qua cái hiệp định EVFTA này thì đã gây nên một cái nỗi lo ngại rằng rất có thể là cái hiệp định này sẽ không được thông qua. Thế nhưng mà có vẻ rằng là EU vẫn tín nhiệm Việt Nam nhiều hơn và ít lo ngại về nhân quyền hơn là về kinh tế. Thì chúng ta cũng thấy ngay rằng trong cái phiên họp vừa rồi, gần như là cùng một phiên họp, thì như anh Việt đã nói, tức là EU đã áp đặt cái trừng phạt đối với lại Campuchia nhưng mà lại thông qua với Việt Nam, mặc dù rằng là có những cảnh báo của các nhà nhân quyền, nhưng mà cuối cùng cái số phiếu thắng cho Việt Nam vẫn là áp đảo. Thì tôi có một số cơ hội tham gia với những cái cuộc hội thảo với các tổ chức quốc tế cũng như những các nhà nghiên cứu nước ngoài, và tôi có thể nói rằng là cái đánh giá của phía nước phương Tây ấy, về cái nền kinh tế cũng như là về cái triển vọng phát triển nói chung của Việt Nam lại khá là sáng sủa. Thậm chí là có rất là nhiều những người mà khi viết cái bài về, nhà báo viết bài về Việt Nam ấy, họ còn dùng nói rằng thì là Việt Nam, chính quyền Việt Nam là có rất nhiều fan hâm mộ ở nước ngoài. Vì thế cho nên tức là tôi có cảm tưởng rằng là cái đánh giá của người Việt từ phía trong nước ấy, thì là bi quan hơn là cái đánh giá của người nước ngoài về Việt Nam. Thì điều đấy cũng dễ hiểu thôi, vì tất cả những cái báo cáo của chúng ta về chỉ số kinh tế của Việt Nam thì lại rất là tích cực. Thế nhưng mà cái người dân thì người phải đối phó với cái cuộc sống, với cái bất ổn trong xã hội hàng ngày, thì người ta lại có thể có một cái nhìn khác. Cho nên là tôi lấy làm tiếc để nói với lại hai bạn vừa có câu hỏi ấy, là tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta không có một cái nỗ lực nào đấy rõ ràng thì có lẽ là chúng ta không thể làm cho quốc tế quan tâm đến chuyện nhân quyền ở Việt Nam nhiều hơn đâu. Vâng, có một ý kiến ở đây chúng tôi xin chia sẻ nhanh của quý vị là Hải Tứ nói rằng là về tổng thể thì thương mại tự do EU thông qua đấy sẽ có lợi, đây bạn quý vị này trong muốn nói lời các cái hiệp định đấy thì sẽ có lợi nhiều hơn cho doanh nghiệp và người dân, ngược lại sẽ là nỗi lo cho chính quyền về mặt thể chế, và Việt Nam có cơ hội rời xa Trung Quốc hơn. Phụng Đỗ Trọng nói rằng là làm ăn với phương Tây thì họ đòi hỏi minh bạch khác xa với cách làm ăn mà quý vị này cho là chộp giật manh mún, đấy là việc thay đổi như là sự lột xác vậy. Vâng, xin mời một ý kiến cuối cùng thật ngắn có thể được của ông Hoàng Ngọc Giao để mà gọi là cái nhận xét bao trùm của ông ấy về cái sự kiện này mà chúng ta đang bàn tới từ đầu hội luận tới nay. Xin mời ông. Ông có gì muốn nói? Vâng, tiếp theo luôn cái bình luận mà của thính giả đài BBC vừa mới nêu đấy, thì là tôi cũng một phần chia sẻ. Đúng là nếu như chính quyền Việt Nam đó mà thực sự mà thúc đẩy, mong muốn là thúc đẩy để mà phát triển bền vững và để mà theo một cái hướng giảm bớt cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc đấy, thì đây sẽ là một cái cơ hội rất tốt. Tuy nhiên trong người dân hiện nay đó thì vẫn còn rất nhiều cái lo lắng, bởi vì không phải ngẫu nhiên nó có rất nhiều cái hiện tượng để người dân lo lắng rằng là trong cái câu chuyện hội nhập với EU như thế này đấy thì buộc chính phủ Việt Nam là phải thay đổi một cái thể chế theo hướng phát triển tốt hơn, dân chủ hóa hơn, cũng như là cái thể chế nó minh bạch hơn. Thì cái đó là nhiều cái vị bảo thủ trong chính quyền chắc là không thích đâu. Đó. Và cái cơ hội cho cái nhóm lợi ích mà để tham nhũng đấy, chắc là không thích điều này đâu. Cho nên cái nhận định này theo tôi là nó cũng có lý do của nó, chứ không phải là ấy. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Đối với người dân đấy, thì tôi nghĩ rằng là có thể một số doanh nghiệp thì ngay lập tức là được hưởng lợi. Nhưng mà nói rằng cái câu chuyện xa hơn nữa mà một thính giả đã nêu đó, là bây giờ ví dụ như chúng ta xuất khẩu nông sản sang EU chẳng hạn, cần phải những cái chuẩn mực quốc tế, cần phải những chuẩn mực về môi trường. Thế thì bây giờ cái vấn đề chính sách về đất đai của chúng ta như thế nào đối với người nông dân? Cái vấn đề mà tạo ra những cái động lực để cho người nông dân, người ta có thể là phát huy để mà có thể thúc đẩy sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn quốc tế, trách nhiệm của chính quyền có minh bạch không, có vấn đề tham nhũng trong các chương trình dự án để mà hỗ trợ người nông dân hay không. Cho nên quay trở lại câu chuyện đây, tôi nhìn thấy vấn đề lớn hơn, đó là vấn đề thể chế, đó là vấn đề minh bạch, đó là vấn đề khuôn khổ pháp luật chuẩn mực để tạo một cái môi trường kinh doanh tốt thì ta mới tận dụng được cơ hội. Còn nếu không nữa thì với nhiều thách thức, với tất cả những cái yếu tố hiện nay đấy, thì cái
cơ hội chúng ta tận dụng được theo tôi nó sẽ không lớn. Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao cũng đã khép lại cái hội luận chuyên đề đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Tới đây chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình. Xin cảm ơn các quý vị khán thính giả của VC Việt ngữ xa gần đã quan tâm theo dõi cũng như đã gửi các chia sẻ, các cái bình luận, ý kiến cho chương trình. Xin đa tạ tất cả quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại.